bố mẹ giờ đây có được khỏe không? Năm tháng chờ trông ngóng con trở về, tôi nhục ở nơi phương trời xa, bao năm nhọc nhằn vất vả mà giờ đây trắng đôi bàn tay. Con làm hàng say sáng đêm mẹ ơi, con nhớ nhà nhưng chẳng dám gọi về. Cố làm để lo cho ngày mai, qua nhanh phận đời sương gió, chỉ thầm mong sớm hôm sum vầy. Đêm ấy mưa rơi, con nhớ nhà mẹ ơi, con mong có mẹ ở bên. Canh cà tuy nghèo khó, không được như tuổi nó, nhưng ăn vào ấm lòng mẹ ơi. Số phận nghèo đói quấn quanh lầm than, nhưng gắng làm cho sướng vui cuộc đời. Gắng nhiều ngày sau sẽ thành công, sẽ không nhọc nhằn vất vả, và hạnh phúc sớm bên gia đình. Con làm hàng say sáng đêm mẹ ơi, con nhớ nhà nhưng chẳng dám gọi về. Cố làm để lo cho ngày mai, quá mau phận đời sương gió, chỉ thầm mong sớm hôm sum vầy. Đêm ấy mưa rơi, con nhớ nhà mẹ ơi, con mong có mẹ ở bên. Canh cà tuy nghèo khó, không được như tuổi nó, nhưng ăn vào ấm lòng mẹ ơi. Số phận nghèo đói quấn quanh đời con, nhưng gắng làm cho sướng vui cuộc đời. Gắng dù ngày sau sẽ thành công, sẽ không nhọc nhằn vất vả, và hạnh phúc sớm bên gia đình. Gắng dù ngày sau sẽ thành công, sẽ không nhọc nhằn vất vả, và hạnh phúc sớm bên gia đình. Beaver, thiết bị y tế hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.